Là Thắng vừa mới ngủ dậy mà tập thể dục đâu nha. Thắng chuẩn bị tham gia một cuộc thi bơi của người lớn này. Đợt trước là có tham gia rồi nhưng mà là toàn là cuộc thi của mấy bạn con nít mà thôi. Bây giờ phải khởi động chân tay trước, không may tí nữa xuống dưới nước mà bị chật sút một cái thì lúc đấy đuối nước con mà toi nguy xô hố ra, bảo biết bơi nhưng bị đuối nước thì con mà nhục nhưng mà con trừng trừng. Nhưng mà nhìn thấy mình cơ bắp còn sơ mũi này, còn cao to đẹp trai đúng chất đen hôi, đi ra được oai lắm nhở. Cứ phải cúi xuống nhìn mấy cái tên danh con nó ngước lên nhìn mình. Thằng nào mà lệch xong cá tát vỡ mồm cho nó chuẩn về sóng này. Khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn cái bạn tóc vàng này của Thắng vừa xẹt được. Ui rồi ui đây nữa. Oh my god. Trời ơi, cứ tưởng mình thế này là oai rồi nhưng mà nhìn mấy cái bạn khác còn đẳng cấp hơn. Mấy bạn đấy 100 mũi mà nhìn mình chẳng có cái mũi quái nào luôn. Bạn này, bạn gì cho mình mượn cái quả máy tập đấy để mình tập mình chơi một tí là. Chứ tập hết cơ mình thôi, mình đi sang tập cái máy khác. Đầu tiên là Thắng sẽ đi bên này, máy móc nó chặt hết rồi nhỉ. Thôi mình sẽ đi tập cái cơ 6 mũi 7 mũi đây. Ở đây tập được chưa? Được luôn kìa anh em ơi. 1, 2, 3. Nhưng mà cái máy này người ta có yêu cầu sức khỏe bao nhiêu nhỉ? Thắng sẽ sang bên này đi. Wow, bên này cũng được luôn kìa. Bên này thì được cộng mấy đây? Cộng 1 thôi á. Thế còn bên này thì sao? Cả ba máy nó đều giống nhau. Vâng, xong hồi tập luyện thì các bạn nhìn cái cơ thể của Thắng cũng có một cái gì đấy khác biệt hơi nhỏ nhỏ một chút xé ơi. Công nhận tập vừa mỏi còn vừa lâu nữa. Đi ra mở cái quả trứng này có là được xx nhiều lần ta. Wow, quả trứng màu xanh ngọc kìa. Ui, x 1,6 lần. Trời ơi, x1 thì máy thì mở làm cái gì? Bao giờ mới được 10 nghi. Wow, vẫn là cái con lợn hồng x 1,6 lần nè. Mở tiếp một lần nữa. May quá không phải là con lợn hồng. Ok, trang bị thôi. Trang bị nè. Trang bị cái nữa. Trang bị cái nữa. À, Thắng hiểu rồi mấy bạn ơi. Nếu như là chúng ta muốn có một cái cơ thể hoành tráng, đẹp đẽ thì chúng ta sẽ phải đi tập hết tất cả các máy. Còn đâu, nếu như chúng ta chỉ muốn thi cái cuộc thi bơi thì chỉ cần tập duyệt một bộ phận lên nhiều, càng nhiều sức mạnh thì càng thắng được mấy cái tên ngoài kia. Ok, Thắng vừa mới tập chân nha. Chân của Thắng là 15.000 cái kìa. Chân của Thắng đang là 15.000 sức mạnh cái kìa. Còn mấy cái bộ phận khác ấy yếu nhớt ra. Nhưng mà kiểu gì là Thắng cũng thắng được cái tên lúc kia cho mà xem. Bao nhiêu người nhỉ? 2/6. 2/6 thì vẫn bắt đầu mà thôi. Không ai chờ đợi đâu. Nhìn đây, khiếp ai cũng khoe người. Cuộc đua bơi ghim đấy, Thắng Tê Tê là cũng hao ai phết đấy. Ủa, thằng danh con bên kia nó đẳng cấp thế nhở. Nhưng mà nó chỉ có 13k sức mạnh mà thôi. Ok, nhìn anh đi. Anh bơi ghê chưa. Sức mạnh của anh bơi lên tận lên 28.000 luôn. Bơi một lúc là về. Đít giờ top 1 ơi, đợi đại ca nữa. Mình xác định mình về top thứ 5 rồi. Mọi người vỗ tay cho Thắng đi. Vỗ tay mạnh lên, vỗ tay mạnh lên, vỗ tay mạnh lên. Nhà vô địch 5 sao. Đó, Thắng Tê Tê xếp thứ 5. Đây rồi, bây giờ là 400, hơn 400.000 rồi nha. Đấy, ngực của anh bóng loáng luôn. Trời ơi, anh sẽ đi bơi với cái thằng danh con lúc đấy mà anh sợ luôn. Rồi, 8 giây 7 giây 6 giây 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Ui rồi 400.000 mà nó sợ. Nhìn đây 2, 1. Bơi vô 500.000 luôn. Thắng sẽ bơi đến 1 triệu kìa các bạn ơi. Đấy. Nhanh lên. Yo, Thắng bỏ xa hai cái tên kia rồi. Xếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và top thứ tư sẽ thuộc về Thắng. Trời ơi, đập gãy cả tay mới được top thứ tư. Thắng Xuân Thế Tê vị trí thứ tư. Trời ơi, khi mà mình đã khỏe rồi thì mình tập một phát lên 1 triệu trong cái thời gian cực kỳ là nhanh. Nhìn kìa, bây giờ chắc là đang tập được cái quả tạ màu đỏ này rồi nhỉ. Được luôn, tập được cái quả tạ màu đỏ bây giờ đấy. 1 triệu gì kìa đi. Ui trời ơi, đến cái lúc nổ thế này chạy ra ngoài tí nữa thì phí mất. Quá là phí luôn. Thôi, nhưng mà thằng sẽ đi thi bơi kia. 1 triệu thì phải gọi là đáng scrub luôn. May mà mình chọn tập mối đấy, nên là ai nhìn qua cũng tưởng là thằng Tê Tê này đáng gấp quá. 3, 2, 1. Úi xôi ôi. À, cái tên kia cũng chỉ có 1,5 triệu đi cơ. Nhưng mà thắng 1,07 cơ. Nó 1,5 nhưng mà thắng 1,07. Mấy cái chữ số luôn đứng xếp hàng lộn xộn. Ui, nhưng mà cái tốc độ kịch cỡ, cái tốc độ thực của Thắng khi mới là tận 2,14 triệu cơ. Lên là Thắng về đích top 3 rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, yeah! Vị trí thứ 3 được 3 sao nha. Đây rồi, cái rương đây rồi. Yêu thích trò chơi và tham gia nhóm, bạn đã nhận được phần thưởng nhưng mà chả thấy phần thưởng ở đâu cả. Mấy bạn có nhìn thấy cái phần thưởng của mình ở đâu không? Bạn đã nhận được phần thưởng hay là ở trong ba lô ta? Đợi! Thuốc may mắn, mở ra gacha Lucky +5 mà sử dụng ok. Sữa tăng cái phần trăm tăng tiền. Ủi, sữa này chỉ tăng tiền thôi, tăng trong 3 phút nè. Tăng tiến thì làm gì, Thắng chỉ cần tăng sức mạnh thôi. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ok, 3 triệu sức mạnh nhưng mà Thắng đã cho lượm một cái đã. Đó, nổ cái này nó tăng nhanh ra kia còn không bị thua. 3,1 rồi. Đúng là cuộc thi bơi huyền thoại để giành được các top kia thì quá là khó khăn, quá là mất thời gian luôn. 4 triệu à, đại ca 3 triệu nha. Nhảy một phát xuống bơi. Chuẩn bị anh em ơi. Kích đó. Ghê chưa? Top 2 kiểu gì cũng thuộc về Thắng luôn. Ui, các bạn nhìn kìa, cái tên 4 triệu kìa. Rồi, Thắng đã bỏ sao rồi kìa. Yeah. Đại ca lên tận 6 triệu cơ. Ôi giời ơi. 4 sao Á quân. Thu cái tên nhà vô địch kia thôi nha. Đợi tí anh tập ra. Ok, bây giờ chắc đi mở bet xịn xò con bò nha các bạn ơi. Mở bet vào 500 đô nè. 500 đô mở một lần. x2,7 bộ ạ. Vẫn còn một lần nữa. Bao nhiêu. Vẫn là 2,4. Mình sẽ tiếp tục mình đi bơi thêm lần nữa. Sau khi mà Thắng đã lên được top 2 rồi thì cứ một lần bơi Thắng là Thắng sẽ được cộng đô nha. Cộng tận 600 đô luôn nha. 600 đô là mở được một lần quả trứng nè. Trứng một xanh kênh. Ok, lại 2,4 lần. Phí bao nhiêu tiền cũng chỉ được 2,4 lần mà thôi. Đi tập tiếp anh em ơi. Bây giờ chắc là Thắng phải tập đến 5 triệu thì Thắng bơi mới đến 14 triệu nhỉ. Many hours later. Ok, sau bao nhiêu sự nỗ lực cố gắng thì bây giờ sức mạnh của Thắng đã lên tới 12 triệu. Và các bạn nhìn mà xem kìa, ở đây có quả tạ màu đỏ là quả tạ nặng nhất. Và Thắng đã nâng được cả 5 cái quả tạ đấy rồi. 5 cái quả tạ, mỗi bên 5 quả tạ, tổng cộng là 10 quả tạ. Thì như nên là sẽ được 10.000 kg. Oh my god, trời ơi, sẵn lên 13 triệu tới lời gì kìa. Oh my god. Đợi Thắng một tí, Thắng lên 13 triệu là Thắng đi ra ngoài kia, Thắng cướp luôn top 1. Top 1 không cần bet xịn nha. 93, 94, 95, 96, 13 triệu. Nhưng mà Thắng sẽ đợi nó nổ một cái đã. Các bạn cũng phải đợi nổ một cái giống như Thắng nha. Đó, đó. Lên nhanh. Đấy, 27, 28, 29, 30, 31. Rồi, xong, ok. Nhìn mũi của đại ca ở người của đại ca bóng chưa? Tất cả tránh ra để anh đi lấy cái huân chương anh mang về cho tất cả các bạn cùng xem. 3, 2, 1. Top 1 ơi. Nhảy. Ủa, chưa đến mà mới có vũ đi à? Đi. Yo. Top 1 đâu nhở? Ui giời ơi, top 1 đâu nhở? Đâu nhở? Top 1 gì mà xa thế nhở? Ôi giời ơi. Nhà vô địch 5 sao. Hả? Cái gì? Cái tên top 1 nó muốn gỡ lại kìa. Rồi, Thắng cho nó thêm một cái cơ hội nữa nha. Nhảy nhảy nhảy, nhảy xuống đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đấy, đờ nó đâu. Ui, Thắng còn không cả thèm kích luôn mà Thắng vẫn qua được nó ngay kìa. Ôi giời ơi. Thôi thôi thôi. Phải nói là cái cuộc thi bơi ngày hôm nay quá là vất vả luôn. Toàn là người lớn, toàn sức mạnh đẳng cấp hết với nhau. Toàn 6 mũi, 7 mũi. Nhưng mà Thắng vẫn cố gắng, Thắng giành top 1 5 sao nhà vô địch. Ok, cái video của Thắng tới đây là kết thúc của nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.